Xin chào các bạn. Kênh tiếng Việt giới thiệu với các bạn một chiếc robot lau nhà, robot hút bụi. Đây là hút bụi. Hãng Saab. Hãng Saab nhá. Con này là cùng của hãng Saab, mã là V100. Đây. Mở cho các bạn xem. Đây, cái này là chỗ để để điều khiển. Cây được bụi rác hàng sáp mã V100. Con này đây, cảm biến radar này đầy này, hai trước này, camera này, cảm biến cái thứ nó rất là đồng ngoại, rất là nhạy, rất là nhạy. Con này tiếng nói giao tiếp thông minh nhé, nó giao tiếp với mình, với người nói chuyện. À, sau cho mọi người xem chổi này, hai chổi này, bánh xe này, đây 16V 40W nhé, con này sản xuất 2012. Đây rất là nhạy nha, điều khiển rất là nhạy, mình thử ấn cho các bạn xem. Đấy, lúc trước là đang chế độ sạc thì nó ngủ. Đấy, nó chào tiếng một từ cho con nó chào. Đây, các bạn xem lúc này 19:40 tối này. Khiển rất nhạy này nha, mình sẽ chế độ ô tô. Con này nó giao tiếp luôn, nó giao tiếp nói chuyện đấy. Các bạn xem. Đèn nhấp nháy rất là đẹp, đèn nét của nó đang hút thế gầm giường. Nhạc dâm nháy rất đẹp. Nói chung là đồ Nhật là cái độ nhạy của nó rất là cao, cảm từ cảm biến đến điều khiển các thứ nó nhạy rất là, điều khiển từ xa nó độ nhạy nó rất cao, nó rất là chất. Bây giờ nó đang dò đường, nó ổn định nó sẽ lau được các bạn. Mỗi khi vào chạm thì cái đèn nét nó nhấp nháy thôi. Va mạnh nó còn kêu, nó còn tiếng nói. Rất thông minh. Nói chung là con này nó giao tiếp. Giao tiếp với người luôn. Rồi bây giờ mình sẽ tìm sạc nhé, cho nó về tìm nữa rồi. À, con này thì nó có các chế độ rồi, đây. Đây. Hút rìa này. Rồi chế độ cả ion này. Rồi hút vòng xoáy, vòng tròn này, góc cạnh các thứ. Rồi tự động này. Rồi tắt tiếng nói, không muốn cho tiếng nói nữa.
rồi hẹn giờ. Đây đủ hết. Rồi đây mình sẽ cho nó về, cho nó về đốc sạc này. Đây đứng ở đây hết. Rồi đây. Để ấn nó về đốc sạc nhé. Đó, nó nói gì, nó nói tiếng Nhật nó về đấy. Nó tìm rất là nhanh, phải nói là đồ Nhật nó tìm rất là thông minh. Đồ nhạy nó nhanh. Đây để xem nó tìm nó nhanh không nhá. Nó nhanh, nói chung là nó tìm mình đánh giá nó tương đối nhanh đấy, nó đang đi lạc đấy. Để xem nó tìm ở đâu. Đây là nó dò. Đây. Cái chỗ kia. Đây, xem nó dò. Con này thì nó chất hơn hàng của Trung Quốc rồi. Nó chỉ không khỏe bằng hàng của Mỹ thôi, không khỏe bằng robot thôi. Nó hút không khỏe bằng. Nhưng cái độ thông minh và độ 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 nhạy của nó thì nó nhạy hơn, mình đánh giá nó nhạy hơn. Nhưng mà trâu bò thì nó vẫn thua robot. Nhưng cái độ thông minh, độ tinh tế của nó thì nó hơn. Độ tinh tế của từng chi tiết, từng cái đẹp này. Nó rất là đẹp luôn, cái màn hình cảm ứng luôn. Đây, nó tìm được sàn, nó phải tìm rất nhanh. Từ rất xa góc khuất thì con này pin mới tinh nhé các bạn, pin mới cứng luôn, pin thay mới cứng đó. Đấy AI ma gì đấy kiểu tiếng Nhật chắc là đã về đấy kiểu thế. Ôi con này này đây các bạn thấy không? Đây. Các nút cảm ứng của nó hết đấy. Nút về nhà, nút cảm ứng rất là đẹp luôn. Đèn nháy nhấp nháy. Tí nữa nó đấy, chả hiểu nói tiếng Nhật gì đấy. Các bạn này Google dịch. Nói chung là một tiếng của một đứa trẻ con. Rất hay. Con này mình bán pin mới nhé. Mình bán là 4 triệu 6 nhé, đầy đủ này. Nó nói cái gì? Rồi, xin chào các bạn. Các bạn có nhu cầu liên hệ với 0934 337 337. Nó đang sạc nhấp nháy. Pin mới cứng nhá.